Vy rất vui khi được gặp gỡ quý vị trong chương trình Đẹp để tự tin. Sắc đẹp luôn là vũ khí tối cao của người phụ nữ. Ai cũng muốn mình đẹp hơn để tự tin hơn, đẹp hơn để làm chủ cuộc sống của mình. Và với chương trình Đẹp để tự tin, có thể giúp cho quý vị bổ sung thêm những kiến thức vào kho tàng làm đẹp của mình, để biết đâu một ngày nào đó sẽ lấy ra xài thì sao, đúng không nè. Và trước khi gặp gỡ bác sĩ để trao đổi về chuyên môn, thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng theo dõi tiểu phẩm ngắn sau đây. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng. Chuẩn bị đi đám cưới xong hết chưa? Xong hết rồi, thay đồ rồi, đang chùi đôi dài chút xíu. Cái gì? Thay đồ rồi đó hả? Ủa? Làm sao mà âm thanh nghe lãnh lót vui tươi mà hình hài, hình ảnh nghe mịt mờ u tối vậy? Cái đồ u tối, tôi mặc chấm bi mà. Nguyên cái bộ đồ một cây đen thui mà còn kín mít như vậy nữa. Mặt đen á là tại vì thân hình tôi nó quá khổ, đúng không? Đen nó sẽ làm thon gọn. À, còn kín mít như vậy là có lý do riêng. Lý do gì? Tự nhiên quất cái bộ đồ mà kín mít như vậy không thấy được cái gì hết trơn vậy? Thì bởi vì tôi đâu có muốn trai thấy cái gì đâu. Từ hồi mà sinh em bé tới giờ đó, phải không? Tự nhiên trên da tôi nó nổi nhiều cái vết rạn lắm, nó mọc đầy người, tin không, nó rạn bắp tay nè, nó rạn luôn tới ở phía dưới này luôn nè. Tôi phải lấy kem che khuyết điểm tôi che đó. Ủa vậy là bà bị vết rạn toàn thân vậy luôn á? Trời ơi, rạn bụng, rạn đùi, rạn phần lưng, phần ngực có bị hết luôn. Chết rồi. Nè, mấy ngày nữa hội mình đi Vũng Tàu đó, lúc đó là thống nhất là chị em mình phải mặc bikini hai mảnh xuống rồi dạo dạo ở bãi biển. Bà vậy rồi sao bao nhiêu hũ nó che nổi nè. Trời ơi, cái này á là tại vì tôi đi á tôi đổ mồ hôi, hiểu không? Nên mình xài kem cái địa che cái điểm mắc tiền. Còn tôi mua kem 1 ký rồi, kem ký cái điểm ký, mình chỉ cần mình thoa lên người mình xong mặc bikini vô, mình ngồi trên bờ. Ví dụ như bữa đó bà nói là cơ thể tôi không ổn định lắm, bà phải nói với tôi nghe không, để tôi ngồi trên bờ tôi sẽ làm nàng tiên cá, tôi hát cho mọi người nghe, tôi không phải xuống nước, nó không có trôi. Trời ơi, đi tắm biển mà ha, ngồi trên bờ thì còn gì là vui chơi nữa, thì nghe mùi biển là được rồi chứ xuống nó trôi nó lội hết mấy cái vết rạn. Mà thôi, tôi thấy hả, bây giờ mấy cái kem dưỡng như vậy là chắc là không có hiệu quả rồi. Mà bà cũng đừng có xài mấy cái kem này nữa, biết nó có rõ nguồn gốc không, rồi mất công hay dị ứng rồi nổi này nổi kia lên còn mệt nữa. Thôi, bây giờ đó, tôi quyết định là tôi sẽ dắt bà tới bác sĩ để mà tư vấn, tìm ra được một cái phương pháp mà vừa hiệu quả, vừa an toàn nữa. Luôn hả? Sau khi theo dõi đoạn tiểu phẩm trên thì quý vị cũng đã đoán được là chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là gì rồi, đúng không nào? Giải pháp cho làn da bị rạn, coi bộ cũng là một vấn đề khá là quen thuộc với chị em phụ nữ đây. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải giải quyết cái rạn da này như thế nào? Đừng có lo, bác sĩ thạc sĩ Dương Lê Trung sẽ giúp cho chúng ta giải đáp những câu hỏi đó quý vị nhé. Xin chào thạc sĩ bác sĩ Dương Lê Trung. Xin chào Tường Vi, rất vui khi gặp lại quý vị trên chương trình Đẹp để tự tin. Thưa bác sĩ, rạn da đó là tình trạng da như thế nào ạ? Rạn da, chúng ta nên hiểu một cách đúng đắn, đây là những vết sẹo ở trên da. Vết sẹo này hình thành bởi cái sự tổn thương của làn da do chúng ta tăng trưởng quá mức. Thí dụ như là những phụ nữ mang thai, chúng ta tăng cân quá nhiều ở 2-3 tháng cuối. Cái vòng bụng này nó lại phát triển quá nhanh so với cái làn da ban đầu, làm thương tổn cái làn da, tạo nên những cái vết sẹo ở dưới da. Và những cái vết sẹo này lâu dài trải qua một cái quá trình thì chúng ta sẽ thành những cái vết rạn mà chúng ta thấy là có những cái đường vân màu đỏ, màu hồng, màu tím hoặc là màu trắng ở trên da. Như vậy thì là ngoài bụng ra thì khi mà mang thai thì mình sẽ bị những cái vết rạn. Với cơ thể của người bình thường thì có những cái vị trí đặc biệt nào mà sẽ dễ xuất hiện rạn da không thưa bác sĩ? Cái vùng bắp đùi của mình, tại vì em từng thấy có rất là nhiều người hay bị rạn da ngay cái vùng bắp đùi này. Đó là một câu trả lời rất là chính xác. Ngoài ra, những cái vị trí như là Tường Vi vừa kể thì chúng ta có thể gặp rạn da ở vùng bắp tay. Do những cái bạn mà gọi là tập thể hình, cái cơ bắp của người ta phát triển nhanh, làm cái làn da chúng ta cũng phát triển không kịp, xuất hiện những cái vùng rạn da ở đây. Cái thứ hai là tại sao bị rạn da ở vùng đùi? Do cái sự phát triển, sự cao lên của trẻ nhỏ. Bởi vậy nên rạn da tuy thường gặp ở phụ nữ mang thai, còn hay gặp ở cái lứa tuổi bị thành niên. Tại vì cái tuổi đó là cái tuổi gọi là tuổi nhổ giò, mấy em cao lên nhanh, thì cái sự phát triển về chiều cao vượt bậc đó là cũng làm cho xuất hiện những cái vết rạn, có thể gặp ở vùng mông, vùng hai bên đùi, có thể vùng cẳng chân, vùng đầu gối và vùng hông. Cùng em thấy chỗ nào cũng có thể xuất hiện rạn da vậy. Tại vì cái sự là sự phát triển của chúng ta. Nhưng mà có một cái tình trạng gọi là khá là thú vị là hiện nay cái vấn đề làm đẹp chúng ta rất là nhiều. Một số chị em phụ nữ thì không chỉ là làm đẹp về khuôn mặt không,
cái sự làm đẹp về hình thể. Thí dụ như là ở phòng 1 chẳng hạn, chúng ta làm gọi là làm hơi mạnh một tí xíu, yeah, thì có thể xuất hiện một số cái vết rạn. Bên cạnh những cái yếu tố thường gặp thì có thể khi mà chúng ta dùng một số cái thuốc điều trị không đúng như là corticosteroid quá tay, tự ý sử dụng chẳng hạn mà không có sự hướng dẫn của bác sĩ, hoặc là một số tình trạng bệnh lý bẩm sinh như là hội chứng mặt phẳng, một số bệnh lý rối loạn về chuyển hóa như là hội chứng Cushing có thể gây ra biểu hiện rạn da. Rạn da thông thường chúng ta phân biệt làm hai loại, là rạn da đỏ và thứ hai là rạn da trắng. Thì không biết là cái này nó phân biệt nhau như thế nào và cách chữa trị nó ra sao ạ? Chúng ta phân biệt như vậy là dựa vào cái thời điểm xuất phát của cái vết rạn cũng như là cái đặc điểm điều trị sau này. Rạn da đỏ hay là rạn da tím, rạn da thâm là những cái vết rạn mới. Những cái vết rạn này xuất hiện sau đó khoảng tầm 6 tháng tới 1 năm tùy người thì sẽ chuyển dần dần thành màu trắng, gọi là rạn da trắng. Và đối với từng loại rạn da, chúng ta sẽ có những cái biện pháp ưu tiên điều trị khác nhau. Về phương pháp điều trị thì chúng ta thường chia làm hai loại, là những cái điều trị thuốc thoa tại chỗ hoặc là những cái điều trị nâng cao hơn như là điều trị bằng laser ánh sáng, điều trị bằng những cái phương pháp lăn kim hoặc là tái tạo da bằng hóa chất. Thì mỗi phương pháp đều có thể ảnh hưởng đến làn da từ ít tới nhiều. Thí dụ như là chúng ta có thể là hơi châm chích, hơi bỏng rát, hơi đỏ với những cái thuốc thoa, như là khi mà chúng ta thoa nhiều quá, hoặc là khi mà dùng những cái laser ánh sáng thì chúng ta có thể hiện tượng là hơi thâm một tí xíu, hoặc là nổi một số cái bóng nước nhỏ. Nặng nề hơn là cái vấn đề là có thể để lại vết sẹo. Tuy nhiên, khi mà chúng ta đến khám và được điều trị bởi những cái bác sĩ chuyên về da liễu nói chung thì những cái tác dụng phụ này thường rất là ít và hoàn toàn có thể được khống chế, nên các bạn có thể yên tâm. Và em thấy là hầu như là các chị em phụ nữ hay truyền tai nhau những cái bí kíp gọi là bí kíp dân gian đó, nó có thực sự hiệu quả như lời đồn không ạ? Cái vấn đề mà massage cái da bụng bằng những cái dầu thực vật, có thể là dầu ô liu, thì nó có vai trò là hỗ trợ phòng ngừa thôi, nhưng mà không thể nào gọi là 100% chắc chắn được. Để mà có được cái sự phòng ngừa tốt hơn thì chúng ta nên kiểm soát vấn đề tăng cân. Cái vấn đề rạn da còn phụ thuộc vào cái cơ địa gia đình. Và đối với những bạn đang gặp vấn đề về rạn da thì bác sĩ có thể có những cái lời khuyên nào cho các bạn không ạ? Trước hết thì chúng ta nên biết là rạn da cần phải điều trị một cách lâu dài. Không thể nào có một cái biện pháp mà điều trị một lần là hết rạn da. Chúng ta hãy đến khám, tư vấn bởi những cái bác sĩ chuyên về da liễu để có những cái quy trình điều trị phù hợp đối với từng người, từng bệnh nhân cụ thể, từng vết rạn cụ thể. Những chú ý khi điều trị rạn da: sử dụng thuốc thoa đúng theo hướng dẫn của bác sĩ, hạn chế tiếp xúc với ánh nắng để tránh vết rạn bị thâm hơn. Điều trị rạn da là quá trình lâu dài nên cần sự kiên trì. Mỗi cơ địa sẽ có phương pháp và quy trình điều trị khác nhau, vì vậy không nên áp dụng biện pháp điều trị khi chưa có sự tư vấn của bác sĩ. Phòng ngừa rạn da ngay từ ban đầu bằng cách kiểm soát cân nặng. Và xin được cảm ơn những chia sẻ rất chân thành của bác sĩ Dương Lê Trung đối với các chị em phụ nữ đang đau đầu về vấn đề rạn da. Thì hãy đừng lo, chúng ta vẫn có cách quý vị nhé. Và ngày hôm nay thì chương trình Đẹp để tự tin đã nói đến vấn đề mà các chị em phụ nữ rất là quan tâm, đó là vấn đề về rạn da. Và tuần sau vào lúc 21:50 tối thứ Năm thì chúng ta sẽ lại gặp nhau trên kênh HTV9. Và lúc đó chủ đề làm đẹp của chúng ta là gì? Quý vị đừng quên cuộc hẹn của chúng ta nhé. Và bây giờ thì Tường Vi và bác sĩ Dương Lê Trung xin chào và hẹn gặp lại.